được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FVNC. Và xin mời quý vị sau đây cùng Phi Yến điểm qua những nội dung nổi bật của Tạp chí Ngân hàng số ra kỳ này. Ngân hàng không được tăng lương thưởng nếu chưa trích đủ dự phòng rủi ro. Đến 25 tháng 11, tăng trưởng tín dụng mới đạt 7,54%. Nợ địa phương tại Trung Quốc, ẩn số lớn của các hãng tín nhiệm. Kính thưa quý vị, tương tự năm 2012 thì Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo nếu ngân hàng nào chưa trích lập đủ dự phòng rủi ro thì không được tăng lương thưởng, lại càng không được phép chia lợi nhuận cũng như là cổ tức của năm nay. Như vậy thì với những ngân hàng đang còn khó khăn tài chính thì đây ít nhất sẽ là năm thứ hai liên tiếp không thể tăng lương thưởng hoặc chia cổ tức. Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu cần phải được các ngân hàng thương mại ưu tiên. Các ngân hàng phải tự biết tiết giảm chi phí hoạt động, không được tăng lương, thưởng của cán bộ nhân viên, nhất là ở cấp quản lý điều hành, không tạm ứng hay chia cổ tức, lợi nhuận của năm nay nếu như chưa trích đủ dự phòng rủi ro, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ. Ngay cả những ngân hàng, trừ ngân hàng thương mại nhà nước và có cổ phần nhà nước chi phối, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và muốn chia hay tạm ứng cổ tức, đều phải báo cáo cho ngân hàng nhà nước địa phương để xin ý kiến trước khi thực hiện. Thông tin từ VAMC cho biết, tính đến chiều ngày 26 tháng 11 thì đơn vị này đã mua trên 18.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng. VAMC cho biết số tiền hơn 18.000 tỷ đồng nợ gốc đã mua tương đương với 14.700 tỷ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt mà VAMC sẽ phát hành của 21 ngân hàng. Dự kiến trong tuần này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV sẽ bán cho VAMC khoảng 1.500 tỷ đồng nợ xấu. Đến nay, trong số các ngân hàng bán nợ cho VAMC, Ngân hàng Sài Gòn SCB cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank là hai đơn vị đứng đầu về số nợ xấu được xóa tạm thời trên bảng cân đối sổ sách. SCB bán nợ đạt 1.739 tỷ đồng, còn Agribank là 1.723 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 24 tổ chức tín dụng gửi hồ sơ đề nghị bán nợ xấu cho VAMC, với tổng giá trị nợ xấu lên tới 40.000 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa phát thông tin cảnh báo Hiệp hội Ngân hàng về việc cùng ngăn chặn hành vi lừa đảo thẻ thanh toán quốc tế. Dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh, Ngân hàng Nhà nước cho hay, hiện một số đối tượng dụ dỗ người dân mở thẻ thanh toán quốc tế tại một số ngân hàng ở Việt Nam, sau đó mua lại các thẻ này và mang ra nước ngoài, bắt đầu các hành vi lừa đảo. Phổ biến nhất là rút tiền mặt từ hạn mức của thẻ hoặc chuyển tiền từ thẻ này sang nơi khác. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo, để ngăn ngừa hành vi này, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước cần kiểm soát chặt chẽ quy trình phát hành thẻ và sử dụng thẻ thanh toán, nhất là các thẻ thanh toán quốc tế. Các ngân hàng cũng phải tăng cường thực hiện hệ thống quy định về nhận biết khách hàng, phải thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới phát hành mà lại hoạt động ở nước ngoài. Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Vietnam Airlines đã hoàn thành việc chuyển nhượng hơn 24 triệu cổ phiếu tại Techcombank cho 3 nhà đầu tư cá nhân. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố hơn 24 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines tại Techcombank đã được bán lại cho 3 nhà đầu tư cá nhân, nhưng danh tính của các cổ đông này không được công bố. Trong số này, khối lượng đặt lệnh cao nhất lên tới 12,1 triệu cổ phần, trong khi mức đạt thấp nhất là 5 triệu cổ phần. Giá đấu bình quân trong phiên cho mỗi cổ phiếu đạt 10.800 đồng. Để thực hiện lộ trình thoái vốn ngoài ngành theo yêu cầu của Thủ tướng, thì Vietnam Airlines đã từng chào bán cổ phần tại Techcombank. Đến tháng 9 năm 2012, thì Vietnam Airlines cũng đã rút người đại diện góp vốn tại Techcombank. Và chuyên mục mỗi tuần một con số ở tạp chí Ngân hàng số ra tuần này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 7,54%, thưa quý vị. Đây là tăng trưởng tín dụng của cả nước tính đến ngày 25 tháng 11 vừa qua. Thông tin phát đi từ phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 11 cho thấy tăng trưởng tín dụng 7,5%, nghĩa là hệ thống ngân hàng mới đi được 2/3 chặng đường mục tiêu đặt ra cho năm nay. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến, với các giải pháp và xử lý nợ xấu của VAMC từ nay đến cuối năm, thì tăng trưởng tín dụng sẽ nhận được những tác động tích cực hơn. Tháng 12, với đặc tính mùa vụ trong sản xuất kinh doanh, thì tăng trưởng tín dụng cũng sẽ cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh, chất lượng tín dụng mới đặc biệt quan trọng, chứ không vì chạy theo chỉ tiêu số lượng. Xét về từng lĩnh vực, thì nông nghiệp có dư nợ tín dụng tăng hơn 10%. Riêng về mặt bằng lãi suất thì năm nay lãi suất huy động giảm được từ 2 đến 3%, riêng lãi suất cho vay giảm từ 3 đến 5% một năm. Một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh thậm chí còn được vay với lãi suất từ 6,5 đến 7% một năm.
Vâng, kính thưa quý vị, và chuyên mục mỗi tuần một con số vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của tạp chí Ngân hàng kỳ này. Phiến xin mời quý vị đến với phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Mua bán vàng ở những điểm được phép sẽ tránh thiệt hại đáng tiếc. Châu Âu từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.